Nhân tiện đi đường chia sẻ về cái hổ phách mới đặt hàng. Hổ phách ở ngoài thị trường ấy, thì tại tôi phải nói trước vì nhiều khi các bạn cứ so sánh là tại sao là ở ngoài nó rẻ. Ra ở ngoài cái hổ phách rẻ nhiều, rẻ quá, nhiều khi là giống ngày xưa các bạn còn bảo người ta mua quần áo người ta còn tặng hổ phách, thì cái hổ phách mà mua quần áo 50-100 người ta tặng thì đấy là nhựa thôi, nhưng mà cái nhựa người ta làm giả, đúng không? Làm gì có chuyện mua một bộ quần áo 100-200 mà người ta tặng được cái hổ phách. Tuy nhiên là thị trường nó có như vậy, nhưng mà đấy là hổ phách đấy thôi, hổ phách nhựa. Cái hổ phách thứ hai nó đắt hơn một chút nhưng mà cũng là rẻ. Nói là rẻ hoặc là các bạn đi giám định, nhiều khi người ta không phân biệt, không có trình độ để người ta phân biệt được ra, thì nó là những cái mảnh vụn nhỏ người ta nấu chảy lên người ta đổ lại, nên là bạn nhiều thấy nhiều cái miếng gọi là hổ phách con này con kia, nhiều khi nó còn là nhựa chứ chưa nói là hổ phách đổ lại. Thì cái loại đấy thì có thể là hổ phách nhưng nó vẫn rẻ, người ta mua những cái miếng đổ lại rất rẻ người ta làm, thì những cái loại đấy nó không chuẩn các bạn nhé. Còn tại sao cái của tôi chuẩn thì các bạn phải nói, tôi phải nói về cái luật ngọc học để các bạn hình dung. Ở Việt Nam chưa có luật ngọc học nên là các bạn sẽ không nói gì được. Tuy nhiên ở bên Trung Quốc ấy, cái luật nó rất chặt. Nếu các bạn bày bán ngoài vỉa hè thì không sao, nhưng mà ở những cửa hàng lớn mà người ta đã nói là hổ phách thì chắc chắn nó sẽ phải là hổ phách, vì cái luật nó quy định là nếu bạn mua ở cửa hàng đá quý, cửa hàng vàng bạc A bán cái miếng hổ phách này mà bạn mang đi giám định nó không phải hổ phách thì bạn có cái quyền kiện người ta phạt, và cái phạt nó từ gấp 4 đến 10 lần cái giá trị cái viên đấy, chưa nói đến là những cái phạt khác. Và cái người bán nếu bán giả, ví dụ bạn mua 10 triệu thì người ta sẽ phải đền 100 triệu. Cái luật của bên Trung Quốc nó chặt như vậy, để các bạn hình dung là, nên là những cái cửa hàng là không bao giờ người ta có đồ giả. Tất nhiên là bạn có thể lên mạng các bạn mua đồ giả kiểu online hoặc mua ngoài đường ngoài chợ, nhưng mà ở những cái cửa hàng uy tín không bao giờ có, vì cái án phạt rất là lớn. Thứ hai là người ta mà thu hồi cái giấy phép hành nghề cái thì hết, gọi là đứt luôn, chết đói luôn. Cái thứ nữa là cái giấy phép nó rất là khó, không phải là bạn thích đăng ký học là bạn thi đỗ được. Cả Trung Quốc có đúng một cái trường của tôi, tức là có hai trường là đá quý các bạn nhé. Đại học đúng từ là Đại học Châu Báu ở Bắc Kinh và Vũ Hán. Tuy nhiên ở Bắc Kinh thì nhiều thầy không thích, nên là những cái thầy giỏi các thầy về hết Vũ Hán, nên là cuối cùng là cái cơ sở chính ở Bắc Kinh thì lại không phát triển, các bạn hình dung không? Nhưng mà cơ sở Vũ Hán thì toàn những cây đa cây đề. Ví dụ thầy tôi là tiến sĩ từ Mỹ về, thì các nơi, các cửa hàng vàng bạc và các cái đơn vị khác bán đá quý muốn hành nghề hàng năm đều được phải đến cái trường của tôi học để thi. Mà cái khóa, những cái khóa giám định của họ thì học chung với bọn tôi, học giám định là cũng học chung. Đông lắm các bạn, hàng ngàn người luôn. Có những khóa 500 người, có những khóa hàng ngàn người học giám định. Mà thi mà trượt thì chỉ có năm sau thi lại. Nó khó lắm các bạn. Mà bọn tôi thi để qua cái môn đấy là cũng phải thi chung luôn, nên không phân biệt gì đâu. Có nghĩa là mình mà thi qua cái đấy thì có nghĩa là trình độ của mình cũng tương đương với những cái người được cấp phép hành nghề ở ngoài kia. Nên là mình có rất nhiều, học rất nhiều môn, thì những cái người mà phải hành nghề là có một vài môn người ta, một cái chứng chỉ ở bên ngoài chỉ là một trong những cái khóa học nhỏ của bọn tôi thôi, để các bạn hình dung. Nó rất khó và luật nó rất chặt. Thì thay vì mình đi mua bên ngoài, mình mất công hỏi
chứng chỉ chứng nhận thế này thì cái luật nó chặt đến như vậy, cái người hành nghề thi đã khó, luật nó còn rất là chặt luôn, vi phạm nó phạt cho, nó tước bằng thì nó phạt cho sạt nghiệp đấy, để các bạn hình dung nó rất khó. Thì thay vì mình mất công đi hỏi đúng không, thì bây giờ trong lớp tôi là có đứa mà nhà nó lại là cái xưởng làm hộ phách lớn nhất ở Vũ Hán, không ai mạnh bằng, hàng của nó chắc chắn là hàng chuẩn. Các bạn hình dung mình không phải mất công đi tìm nguồn. Cái thứ hai là bạn học thì nó giảm cho 5%, là cũng rẻ hơn thị trường một ít. Đấy nên là khi bán cho mọi người là tôi bán đúng giá, tôi quy đổi cái tiền nó bán là mình quy đổi sang tiền Việt, mình chỉ gọi là hưởng 5% trên lệch, gọi là người quen. Đấy, còn trừ trường hợp nó bảo mua một lần trên quy đổi ra tiền Việt là khoảng 150 triệu thì nó giảm thêm cho 5% nữa. Thì hôm trước mua 3 miếng đấy, xong sau đấy thì tôi lại vào khắc thêm cái nhẫn, làm thêm hai cái mặt nhẫn, thì vì làm một mặt thì nhỡ mình không ưng nên là tôi bảo làm hai loại khác nhau thì mình đeo cả hai luôn được, đeo hộ phách cho nó nhẹ và nó kết nối tốt. Đấy, trước là tôi đeo cái hình con rắn, tuy nhiên là nó vướng, nó nổi lên nó vướng mình, lúc mình đút tay vào túi quần nó vướng, nên là thôi mình chuyển sang cái hộ phách. Thì nó vẫn chưa đủ 150 để giảm tiếp, thì tôi lại phải mua thêm thôi, mình lại phải chuyển khoản nốt để mua thêm mấy viên nữa. Thì có một viên cũng rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Tôi thích cái viên đấy từ năm trước, mà nó cũng bảo là viên đấy đắt, không ai dám mua, nó cứ để ở cửa hàng. Đấy, nhưng mà mình quyết định mua thêm để cho nó đủ 150 để được giảm thêm. Thì đấy, tôi nói thì cái nguồn gốc để hình dung, thứ nhất là cái hàng yên tâm chắc chắn là hàng công ty, hàng chuẩn, không bao giờ bị sợ. Thứ hai là nó cũng là cả nhà nó cũng là dân giám định đá quý của mình, hành nghề yên tâm đảm bảo, các bạn không bị sợ. Còn có thể là đắt hơn thị trường thì tôi không biết, tuy nhiên là yên tâm hàng chuẩn. Thứ hai là giá tôi cũng chả lấy cao hơn, nó báo giá bán bao nhiêu thì tôi cũng bán bấy nhiêu, hưởng chênh một chút thôi, giảm giá cho bạn học với cả giảm giá mua nhiều. Khi khắc thì tôi bảo giữ lại cái mặt sau để các bạn thấy cái mặt sau, còn giữ lại hết thì được, tuy nhiên là cũng khó cho thợ nên là mình cứ bảo cố gắng thôi, giữ được bao nhiêu thì giữ. Tóm lại là khi lấy hổ phách thì các bạn yên tâm, thứ nhất là hàng xịn, hàng zin. Thứ nữa là khắc độc quyền, không đụng hàng ngoài thị trường, chắc chắn là cái mẫu đấy nó giữ riêng cho mình rồi, không ai có. Đấy là cái quan trọng nhất đúng không? Mình yên tâm hàng chuẩn, năng lượng mạnh, ghép với linh phù nữa thì là vô đối rồi.